Alo anh em, mình tên là Kim, năm nay mình 30 tuổi. Bữa trước thì mình có nói chuyện với lại ad của xe lớn trên những cung đường S á. Thì ad mình có offer là mình muốn review cái xe RC51 này. Thì mình thì cũng mới chơi xe được khoảng chừng 2 năm. Nhưng mà may mắn là gặp nhiều cái deal tốt thì thành ra là mình thay đổi xe cũng khá là liên tục, cho nên là có cơ hội được chạy thử, được trải nghiệm nhiều cái loại xe khác nhau từ sport cho tới cruiser cho tới naked. Thì đây là một trong những cái xe mà mình thích nhất. Đây là chiếc thứ nhì. Chiếc đầu tiên mình bán cách đây một năm, rất là tiếc, nhưng mà tại vì cần tiền cho nên là phải bán. Thì mình giới thiệu sơ về cái xe RC51 này. Đây là một cái xe ít gặp, mình không dám nói hiếm, tại vì thật ra là ở bên Mỹ này cũng nhiều nhiều người có lắm, nhưng mà cũng không có gặp thường, nhưng mà mình không gặp thường xuyên, tại vì cái xe này á được sản xuất trong vòng 6 năm thôi, từ 2000 cho tới 2006. Honda làm ra chiếc này để cạnh tranh với Ducati ở trên cái đường đua SPK Superbike. Thì cái xe này á nó có hai version. Cái thứ nhất á, loại thứ nhất đó là loại SP1, nó từ 2000 cho tới 2002, và SP2 là từ 2002 tới 2006. 2006 là cái đời cuối cùng, thành ra là xe này nó không có được sản xuất nữa, cho nên là cái giá trị của cái xe này á thì càng lúc nó càng được tăng lên, chứ nó không có đi lên chứ không có đi xuống. Thì sơ lược về xe này á, thì xe này nó được dựa trên cái nguyên mẫu của chiếc RVT 1000, RVT VTR RVT gì đó, Super Black Hawk hay là Super Hawk gì đó. Thì hầu hết là tất cả những cái chi tiết về máy móc á, thì nó cơ bản là nó giống nhau, nhưng mà có về khung sườn, về dàn nhựa, về bánh, về hệ thống suspension những cái này kia thì nó khác. Nó được làm để mà về nó được làm để cho dành cho đường đua nhiều hơn. Thì xe này á, nó là động cơ, nó được sử dụng động cơ, nó sử dụng động cơ V-twin, hai máy, góc nghiêng là 90 độ, 999 cc, công suất nó khoảng đầu ra nó khoảng 140 horsepower, tốc độ tối đa cỡ chừng 260 thôi. So với những cái xe sport 1000 cc hiện đại bây giờ thì nó còn thua mấy chiếc 750 nữa, nhưng mà nó có cái hay riêng, nó rất là torquey, nó rất nhiều thốt. Thốt là cái lực kéo á, mà không biết rõ là cái đó là cái gì sao, mà nó nói chung là lực kéo á, thì nó rất là giòn, nó rất là snappy. Nó khi mình biết ga đó là nó nhổm lên như vậy đó. Chứ nó không có đợi tới cái lúc mà vô cái RPM cao nó mới kick in giống như là những chiếc xe khác. Thành ra là cái này rất là phanh, chạy rất là vui. Cái cảm giác chạy nó giống như là Ducati đó. Ai mà có Ducati chạy Drive Clutch Turbo thì biết là cái sự khác biệt giữa bốn máy của Nhật với lại xe bốn máy của Nhật với lại xe hai máy nó như thế nào. Đây là chiếc xe rất là nặng, nặng rất hơn rất là nhiều so với những cái xe hiện đại bây giờ. Khi mà mình chưa đổ xăng đổ nhớt á, thì nó đã là 200 kg rồi. Còn nếu mà đổ xăng đổ nhớt vô thì tới 222 kg, tức là nặng hơn những cái xe hiện tại bây giờ lên tới gần 200 kg. Tại chiếc GX10R của mình để trong nhà đó, đời 2008 thôi, thì nó có 204 kg thôi, khi mà đổ đầy xăng đầy nhớt. Nhưng mà mặc dù là đổ đầy xăng đầy nhớt thì vẫn thua chiếc này tới mười mấy kg. Thành ra là khi mà nãy mình mới làm ngã xuống đất dựng lên rất là khó, chạy chật lắm. Nhưng mà nó
rất là vui khi mà mình vô cua đồ này kia, nó rất là solid, mình chạy nhanh ngoài freeway nó rất là chắc, nó rất là đậm. Tiếp theo á là về hệ thống đó thì về dàn nhúng đi ha. Dàn nhúng là nhúng Showa như tất cả những cái xe nhập thôi, nhúng Showa trước sau rồi thắng mới sinh. Thời này thì mình nghĩ là chưa có xài Toki thôi, thành ra là cái nhưng mà cái lực thắng cái lực thắng nó rất là tốt, nó phối hợp rất là tốt với lại cái cặp nhúng, cho nên là dù dù cho nó không được sử dụng cái thắng Toki hơn, nhưng mà so với lại chiếc CBR 1000 đời 2004-2005 thì mình cảm nhận là trên chiếc RC51 này nó thắng tốt hơn, cái phuộc cái nhúng của nó cứng hơn, nó khi mình thắng nó ít có bị chúi đầu xuống nhiều hơn. Không biết có phải là do mình setup những CBR trước mình setup chưa có đúng hay không á, nhưng mà cái chiếc này thì thật sự là nó mà nói là thắng rất là tốt. Khung sườn chắc chắn tại nó nặng mà, rồi khi mình và cái điều đặc biệt nữa là cái xe này cái dòng quay cái RPM động cơ nó không có cao, redline của nó là 10.000 RPM thôi, tức là 10.000 vòng một phút, thành ra là nhưng mà nó có rất là nhiều thốt, thành ra là khi mà mình chỉ cần 3.000-4.000 vòng là được là đã chạy lên tới 100 cây số giờ rồi. Rất là thích. Ok, bây giờ thì mình nổ máy. Nổ máy lên thử. Xe này tuy là phun xăng điện tử nhưng mà nó vẫn có một cái khác, giống như là cái le vậy, cái E Việt Nam mình hay gọi là cái E, mấy cái xe cũ xe rim, xe quay đồ á, mỗi khi mà hết xăng là thì kéo E cho nó, hoặc là chiếc Sirius buổi sáng khi mình đề á khó thì mình kéo E ra cho nó dễ đề, thì cái xe này nó cũng có cái đó. Và cái loại bitwin này á nó khó đề hơn là những cái loại mà bốn máy, không biết tại sao. Cái đó hiểu biết chưa tới cho nên là không có biết. Ok, thì bây giờ mình dạo một vòng cho anh em coi xung quanh chiếc xe ha. Xe này á nó rất là bự, mặc dù là V-twin, tức là cái máy nó hẹp hơn so với lại xe 4 máy, nhưng mà nó bè nhìn rất là cồng kềnh, rất là bự. Hai cái bô bự chà bá luôn. Đó. Thì cái loại này á là cái đuôi nó xấu lắm. Nó có cái fender nhìn rất là xấu, thì cái thằng chủ xe trước của mình đó nó thay cái đó rồi, thành ra là mình tiết kiệm được cái số tiền đó. Nhưng mà cái bô á thì là bô stock, bô zin, không có được độ. Chiếc xe cũ của mình á thì được bộ độ hai cái bô ampho nổ, nó đi sát lên trên cái đuôi xe như thế này, chứ nó không có nằm như vậy, thành ra là nhìn nó rất là ngầu, khi mà nhìn từ đằng sau tới nó rất là ngầu. Có cái điều đặc biệt là trong cái xe này á thì được sử dụng rất là nhiều magnesium, kim loại magnesium, cái đó giống như là hình như là nó nhẹ hơn nhôm hay sao á. Đây cái nắp nồi, cái nắp clutch là clutch cover là magnesium. Đó, thì cái xe này á nó có một cái điểm đặc biệt á, khác là radiator, két nước được để ở bên cạnh chứ không có để ở giữa như là cái những cái xe khác, thành ra là khi mà mình cái này là cảm nhận của mình thôi chứ không biết là có đối với người khác như thế nào, thì khi mà trời nóng á thì nó nóng hơn những cái xe bình thường, tại vì nó không lấy gió trực tiếp thẳng theo cái hướng, thành ra là nó không có mát bằng cái xe những cái xe bình thường bốn máy, hoặc là những cái chiếc Ducati bây giờ thì nó vẫn xài cái loại két nước nằm ngang, còn cái nằm dọc như vậy á nó rất là nó tuy là hai cái két nước cộng lại thì có thể là nó to, cũng sắp xỉ hoặc là thậm chí là bự hơn so với những két nước kiểu truyền thống, nhưng mà nó mình somehow thì mình vẫn thấy là nó không có được mát bằng những cái xe kia.
Thì cái loại HRC, cái hãng HRC á, là Honda Racing á, chuyên làm những cái phụ tùng dành cho xe đua Honda đó, tức là của Honda luôn. Nhưng mà mình nghĩ là nó là cái department riêng. Thì nó có bán cái loại off the market, là cái đồ off the market là cái đồ cái két nước á, để ngang như vậy thì cũng khá mắc, cả ngàn chứ không ít, để cho dành cho đua racing. Thì đây thì thắng Nissan ha, thắng Nissan, dĩa cũng khá là bự, mâm thì mâm NK 5 cây. Thì đây mình sẽ sẵn đây mình cũng chỉ luôn cho anh em biết là cái cách phân biệt giữa SP1 với SP2. Thì SP1 á, cái khác biệt cơ bản nhất của SP1 á là nó có bộ mâm 6 cây, tháo từ chiếc mình nghĩ là ba cái mấy cái chiếc mà CBR 600 rồi 900 đời cũ á, Là phức 6 tạp cây. hơn ha, nó phức tạp hơn những cái xe đời đời mới, là mình phải kéo chết thì mình mới 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 đề được, mình xe nó mới chạy, nó mới nổ cái guarantee là cái idle á, nó mới nổ đều á. Thì mình nói tới đâu rồi ta, còn nói về tiếng máy thì rất là ồn, tiếng máy không à, nhìn nè, cái bô sắt nó rất là bự, bô zin nó rất là bự, nó không có nổ bao nhiêu hết á, tất cả là tiếng máy nổ rất là ác liệt, tiếng máy nổ rất là ghê. Thì bình thường á là xe nó khoảng chừng khi mình chưa đề á thì nhiệt độ nó khoảng chừng 98 độ, 98 độ F là bao nhiêu độ C mình không biết, nhưng mà bây giờ thì nó lên tới 133 độ rồi, tức là nó ok, nó đã đủ nhiệt độ rồi. Thì bây giờ nó dặn thử vài cái ha. Đó, xe này cái RPM nó rất là thấp, dặn lên 4.000 5.000 thôi là mình thấy là cái lực xe nó đã rất là ghê rồi. Đó, ok, tạm thời là như vậy. Rồi xong rồi mình sẽ vô nhà lấy helmet ra, đội lên rồi chạy một vòng trong khu này. Bây giờ thì thiệt ra là cũng trưa rồi, cũng đói bụng, thành ra là chắc không có chạy ra ngoài freeway đâu, tại vì giờ này cũng nắng á. Ở cái chỗ mình ở là bang Arizona, nó rất là nắng nóng, giờ nóng hơn Việt Nam nữa. Mà cái điều quan trọng á là nó rất là khô mà nó không có gió, thành ra là nếu mà ra đường giờ này thì chết, ra đường giờ này chỉ có thành heo quay thôi, heo quay, vịt quay, khỉ quay thôi. Ok, thì đó là sơ lược về cái xe này. Thì xe này thì từ khi mà Honda nó ra đó thì thắng rất là nhiều giải SPK, thắng rất nhiều giải SPK, được rất là nhiều người khen. Rồi cái xe này khi mà mình đi tới những cái nơi mà giống như là kho mít, những cái chỗ mà cuối tuần dân chơi xe nó tụ tập á, thì mình được rất là nhiều người khen, tại vì người ta ít thấy xe này lắm, xe này ít có ai chạy ngoài đường bây giờ lắm, nhất là những cái chiếc mà condition nó tốt như vậy, nó còn 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 liền lạc, nó còn chưa có té ngã đâm đụng như vậy á, thì rất là ít. Bây giờ giá xe nó rất là nó lên rất là cao, chiếc xe này bây giờ có thể là cầm 5.000 chưa chắc đã mua được đâu, một chiếc xe mà ngon á, tất nhiên là giá mà cỡ giá nào cũng có, 3.000 cũng có, nhưng mà cái xe rất là gớm, xe nó chạy nhiều, nó phá, nó bành chành hết thì nó bán giá đó. Còn những cái xe mà liền lạc như vậy á, kiếm giá thấp nó rất là ít, kiếm giá mà 4.000 5.000 rất là khó. Cái chiếc mà mình bán cho cái cũ á, của mình á, cái chiếc của mình hồi trước á, đời 2003 á, mình bán rồi á, thì bây giờ á, cái thằng chủ xe đó
mình bán cho nó 5.200, nhưng bây giờ á bạn mình bữa trước muốn mua thì mình hỏi lại mình trả 6.500, nó vẫn không chịu bán. Rõ ràng là giá trị xe, chiếc xe này á chỉ có lên chứ không có xuống. Nếu như mình biết giữ cái tình trạng như vậy á thì chỉ có lên thôi, giá trị chỉ có lên chứ không có xuống. À quên, xe này thì cũng như mấy cái xe 1000cc khác thôi, tức là hộp số 6 số, 1 tới 5 lùi, nó nằm ở đây. Đây nè, cái clutch dầu á thì nó nằm ở bên phía bên này. Đó, nó nằm ngay đây. Đó, khi mà mình bóp á thì cái đó nó cái cylinder, piston chứ, cái cylinder, cylinder. Nó bơm cái dầu xuống dưới này thì nó giật cái cọng dây clutch. Rồi còn một điều nữa là cái xe này á thì cái đường kính piston á, bít tông á, Việt Nam mình gọi là bít tông á, đường kính bít tông rất là lớn, tới 100 mm, tức là 100 ly. Tức là Việt Nam mình thì thí dụ như Exciter thì chạy gắn trái 65, trái 63, trái 70, thì chiếc này á là trái 100. Trái 100 mà có hai trái như vậy. Thì rất là mạnh. Để coi còn cái gì mình chưa nói nữa không. Tạm thời là như vậy. Mình sẽ vô nhà, bây giờ mình rửa xe sạch sẽ xong rồi mình sẽ vô nhà lấy nón rồi lại mang đôi giày rồi xong mình chạy một vòng trong đây cho anh em coi ha. Ok, hồi nãy á, mình làm biến đội helmet, mình gắn cái headband lên trên đầu á để quay lúc mà chạy xe thì nó không có rõ, nó rõ nhưng mà nó chỉa lên trời nhìn không có đẹp, cái view không có đẹp, cho nên là mình làm lại, mình phải đội nó, đội helmet vô. Thì bây giờ mình đội helmet vô ha, rồi mình ra mình giũa một vòng cho anh em coi. Chiếc xe xanh đó là của mình, xe xanh là của GX Tenor đời 2008, mình mua được cách đây khoảng 2 tuần. Còn chiếc màu đỏ này không phải của mình, chiếc màu đỏ này là của một ông anh. Ổng mua được cũng mấy tuần rồi, xong rồi nặng quá, không có chạy, không có dắt ra dắt vô nổi. Cho nên là nhờ mình đăng lên Craigslist, Craigslist để bán giùm. Đầu á, cái helmet này nó chặt á. Thật ra là khi mà mình nói nó đau lắm, khi mình nói nó đau. Không muốn đeo nhưng mà giờ phải đeo thôi, tại không đeo không có quay đẹp được. Xe mới lắm, 2016, mới có 400 miles à. Ok, bây giờ mình ăn no rồi, ăn cơm no nơi rồi, xe thì cũng rửa ráy sạch sẽ rồi, cho nên là bây giờ ra làm, ra giũa một vòng cho anh em coi. Như là hồi nãy đã hứa thì rồi hồi nãy thì mình phải warm up, nhưng mà bây giờ thì xe nó nóng sẵn rồi, nó là 135 độ, cho nên là mình không có cần phải warm up nữa mà mình có thể chạy luôn. Let me go. Mấy người đó là mấy người Mỹ. Cái khu của mình là người nhiều người Mỹ lắm, người ta dễ thương lắm, người ta hiền. Ok, hiện tại á là 140 độ, khá là đủ cho chạy đó. Anh em thấy nhanh chưa, chiếc xe này cực kỳ nhanh, giọt dữ lắm. Nếu mà mình chạy mấy cái xe bốn máy quen 600, cỡ như R6 hay là chiếc xe, hay là nói chung là mấy chiếc 600 á, mà không mà quen á, rồi leo lên chiếc này á, không biết á là nó lôi đi, tại vì nó mạnh hơn, nó nhiều thốt, cái lực kéo nó mạnh hơn đó.
nó không có nhiều mã lực, nó chỉ có 133 horsepower thôi. Hồi nãy mình nói lộn là 140, thật ra là chỉ có 133 thôi. Nó có cái giọng kìa. 133 thôi. Nhưng mà cái thuốc đó, nó rất là nhiều. Cho nên nó cái này á là low end power. Tức là cái power mà lúc đề ba cái nước đề á. Ok, bây giờ mình tăng tốc thử nha. Tầm 100m là đạt được tốc độ 100 km/h dễ dàng. Hồi nãy đồng hồ nó chỉ là 60, nhưng mà thiệt ra đó là 60 miles per hour, tức là một miles đó, nó bằng 1.6 km/h, cho nên là 60 miles thì nó khoảng 90 mấy km/h. Thì cái xe này nó tăng tốc lẹ lắm. Số 1 của nó là có thể mình tại nãy mình chỉ nài khoảng chừng 3/4 cái ga thôi, chứ nếu mà mình có nếu mà mình ra freeway á, mình nài hết ga thì số 1 á có thể lên tới 101-102 km/h lận. Còn chiếc Kawasaki của mình á, số 1 của nó lên tới 103 lận, 103-104 lận. Còn chiếc R1 của bạn mình thì 106, riêng số 1 thôi nha. Xe này dễ nhẫn đầu lắm. Chỉ cần vuốt nhẹ cái ga là nó vuốt nhẹ ga, buông nhẹ clutch là nó nhẫm đầu liền à. Phê quá. Ok. Vậy là mình hoàn thành cái lời hứa rồi ha. Đối với lại anh em trên xe lớn trên những cung đường S là review rồi chạy thử nổ máy rồi share một chút thông tin về chiếc xe rồi. Bây giờ mình nhìn đi một vòng lại chiếc xe nữa nè cho anh em coi. Ở Việt Nam thì mình nghĩ là xe này nó cũng không có nhiều đâu. Mình biết là có một cái anh nào đó ở Sài Gòn có một chiếc màu xanh trắng, xanh Castro, gắn rất là nhiều đồ xịn. Rồi một anh nào đó ở Huế cũng có một chiếc SP1, vậy thôi. Còn ngoài ra thì mình nó ngoài nằm ngoài cái tầm hiểu biết của mình. Đẹp không, nhìn rất là mới. Cái dáng xe nó hơi cục mịch, nó hơi tròn, nó hơi mắc cười. Cho nên người ta mới kêu nó là Thunder Pig, tức là cái con heo sấm á, con heo sấm sét á. Là vậy. Với lại một phần là do nó rất là nặng, cho nên là có thể là do như vậy, vì như vậy cho nên mới có cái tên là Thunder Pig. Thì ok. Cái video của mình hôm nay đến đây là kết thúc ha. Thì lần đầu tiên mình làm video để mà chia sẻ với anh em kiến thức rồi đam mê. Thì có thể là trong những cái thông tin mà mình đưa ra có những cái sai sót, tại vì mình không có thể nào nhớ hết được từng ly từng tí. Thì hy vọng là anh em nếu mà có ai phát hiện ra thì làm ơn nhẹ tay với mình, đừng có chửi mình tội nghiệp. Vài bữa nữa mình sẽ sắp xếp rồi hỏi mấy ông chú, mấy ông anh trong team, cái team V-Riders ở Việt Nam á, cũng ở bên của người Việt á, ở bên bên Arizona này á, cũng khá là, bây giờ cũng đông rồi, cũng grow rồi, cũng có khoảng chục người. Mấy ông chú trong toàn là mấy người lớn tuổi thôi, mình là nhỏ tuổi nhất mà cũng là nghèo nhất, cho nên là xe mình chơi thì nó cũng cùi cùi thôi, xe cũ đồ này kia thôi. Chứ mấy ông trong team nó toàn là chơi xe mới như vậy nè, như chiếc Haya này nè, hoặc là Ducati, rồi MV Agusta, rồi R1 mới, rồi Triumph Tristan đồ này kia.
Nếu mà mình sắp xếp được á, mình mượn được mấy cái xe đó thì mình sẽ làm video rồi anh em mình cùng coi rồi cùng chia Mình sẻ. Bây giờ mình sẽ edit cái video này xong rồi mình sẽ up lên YouTube rồi gửi qua cho ad của xe lớn trên những cung đường S rồi tụi mình cùng coi ha. Ok, thank you. See you mate.